Trưng tượng voi trong nhà hay phòng làm việc thì có ý nghĩa gì? Ngày hôm nay Thiên Phụng Đề Co Home xin được giới thiệu đến quý khách hàng món quà tặng cao cấp tượng voi trang trí được nhiều khách hàng ưa chuộng và tin tưởng lựa chọn. Tượng voi là một trong những tác phẩm nghệ thuật đẹp và độc đáo, phổ biến nhất và được yêu thích nhất trên thế giới. Với hình dáng to lớn, vững chãi, linh hoạt, đầy uy nghi và sức mạnh, voi trở thành một biểu tượng văn hóa và tâm linh quan trọng trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Đối với các vùng đất châu Á, tượng voi thường được coi là một biểu tượng văn hóa quan trọng. Ở Ấn Độ, tượng voi được coi là một trong những sinh vật thiêng liêng và được tôn sùng. Trong văn hóa Thái Lan, tượng voi được xem là biểu tượng của quốc gia và được tôn vinh. Đặc biệt, ở Việt Nam, tượng voi mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Hình ảnh hai bà Trưng cưỡi voi đánh giặc đã in hằn trong ký ức của mỗi người con đất Việt. Voi đem đến sự bình yên và hưng thịnh. Do vậy mà trưng tượng voi trong nhà mang rất nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Là sự tượng trưng cho sức mạnh, sự bền vững, cát tường và chiêu đón tài lộc, may mắn cho gia chủ. Đặt tượng voi ở bàn học, bàn làm việc, kệ sách giúp thu hút nhiều vận khí tốt cho việc học hành, công việc làm ăn thuận lợi, bền vững. Với thiết kế sắc nét, sang trọng và đẳng cấp, mang ý nghĩa sức mạnh, sự thông minh, trường thọ, tượng con voi chắc chắn là lựa chọn quà tặng, không thể bỏ qua trong các dịp đặc biệt để tặng sếp, lãnh đạo, tặng đối tác, người thân, bạn bè v.v. Tượng voi là sản phẩm quà tặng sáng tạo, nhiều ý nghĩa tốt lành, hay cho những lời chúc sức khỏe, may mắn đến người nhận. Ta còn có thể đặt tượng voi ở nhiều không gian khác nhau như phòng khách, phòng ngủ, sảnh khách sạn, tủ rượu, tủ sách, v.v. Hãy gọi điện cho Thiên Phụng Đề Co Home ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và chọn mua sản phẩm tượng voi phù hợp nhất theo số hotline 0973 100 713.